Mở đầu vẫn là câu nói quen thuộc. Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Kích thước nhỏ gọn, kiểu dáng góc cạnh, giá cả phải chăng, đồ chơi tốt nhất phân khúc organ cho người mới. Nghe có vẻ như K150 là một mẫu đàn ngon bổ rẻ, nhưng có thật sự là như vậy không? Nếu các bạn muốn tìm kiếm những giá trị đích thực của cây organ Kodman K150 thì đây chính là nơi dành cho bạn. Chào mừng anh em đến với video qua buổi giao hàng số lượng lớn cho một đại lý của Minh Phụng Music gọn nhẹ, giá cả phải chăng đã là một điểm cộng lớn. Tuy nhiên, trong chuyến giao hàng này mình sẽ nhắc đến tính năng của K150, các bạn hãy chờ đón nhé. Tối hôm qua anh em đã đóng đơn sẵn để giao đến đại lý đối tác. Hôm nay sau khi xếp K150 thành từng lô, 5 cây cẩn thận đều nhau và kiểm tra hàng tỉ mỉ, team bắt đầu chất hàng lên xe. Nhìn các tay đua vào số thấy phê không anh em? Lên đường thôi. Đội ngũ đã đến đại lý và xếp hàng ngay ngắn để đem hàng cẩn thận vào bên trong. Xíu nữa quên, mình sẽ kể cho các bạn 5 lý do nên sắm một em organ Kodman K150. Trọng lượng chỉ 5kg, dễ dàng cho các bạn mang theo đi du lịch cũng như đi show. Màn hình LCD hiển thị rõ nét các chức năng cùng bàn phím cảm ứng lực đánh đa dạng với 5 cấp độ cảm ứng, phong phú với các chức năng như metronome, đếm nhịp, double voice, trọng tiếng và transpo tăng giảm tông. Màu sắc âm nhạc phong phú với 300 voice, 300 âm sắc và 40 bản nhạc demo cùng khả năng kết nối USB tiên tiến và pedal với thiết bị điện tử. Buổi vận chuyển hàng số lượng lớn Kodman K150 đã kết thúc. K150 với mình là một sản phẩm có giá trị tốt, với số tiền các bạn bỏ ra thì không quá đắt, phù hợp với người mới học đàn. Còn nếu các bạn đã là dân chuyên thì hãy tìm đến những mẫu hiện đại nhiều tính năng hơn như K350 hoặc tốt nhất là SV800. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong buổi giao K150 số lượng lớn cho đại lý. Like, share và subscribe cho kênh của tụi mình đi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.